chào mừng các bạn đã đến với tôi kênh học, thì hôm nay tôi kênh học sẽ cho các bạn cách cấp đổi mã pin thẻ ATM của Vietcombank ha, nếu như các bạn là mới làm thẻ lần đầu hoặc là các bạn muốn thay đổi mã pin bất cứ lúc nào ha, bất kỳ lúc nào cũng, cũng được ha, thì thay vì các bạn phải ra cái ATM để đổi mã pin thì các bạn có thể sử dụng để thay đổi mã pin tại nhà bằng cách sử dụng cái ứng dụng WeChat này ha, đây, ứng dụng WeChat Digital Bank của Vietcombank, đầu tiên thì các bạn phải cài đặt ứng dụng ha và đăng ký tài khoản khi các bạn đã có tài khoản của Vietcombank thì các bạn có thể dễ dàng đăng ký thôi. À, thì ở đây mình đã đăng ký xong. Rồi sau khi đã vào ứng dụng DCB Diribank thì các bạn có thể tiến hành đăng nhập. Nhé. Ở đây thì các bạn có thể tiến hành đăng nhập bằng mật khẩu hoặc là đăng nhập bằng dấu vân tay ha. Giả sử để mình sẽ tiến hành đăng nhập bằng vân tay ha. Đó, sẽ chọn để đăng nhập bằng vân tay. Đó thì sẽ như mình đã đăng nhập thành công. Và mình đăng nhập vào ứng dụng DCB VCB ha. Thì đây là giao diện của ứng dụng VCB Diribank ha. À, mình sẽ tiến hành đổi mã pin để ứng dụng này để đổi máy pin thì các bạn sẽ sử dụng cái chọn cái dịch vụ cái xuống dưới các bạn sẽ vào, vào phần dịch vụ thẻ nha dịch vụ thẻ và sẽ chọn là dịch vụ thẻ khác rồi tại đây thì các bạn sẽ nhìn thấy các cái chức năng liên quan đến thẻ nha như là mở khóa thẻ khóa thẻ kích hoạt thẻ ha. các bạn nếu như các bạn là mất thẻ thì các bạn thể vào đây để khóa thẻ lại Nó. các bạn đây chọn thẻ nha sau đó các bạn tiến hành khóa thẻ nếu như các bạn muốn các bạn khi các bạn mất thẻ thì các bạn đi khóa thẻ để cho người khác không có thể sử dụng được thẻ của mình ha À, đây mình có thể chọn thẻ loại thẻ nào, à, đây chọn tiếp tục để các bạn tiến hành khóa thẻ. đây, à, đây chọn loại thẻ rồi xác nhận để khóa thẻ nha. ở đây thì mình không có khóa thẻ mà mình sẽ tiến hành là vào dịch vụ khác để tiến hành là thay đổi mã pin. để thay đổi mã pin thì các bạn sẽ vào cái phần tạo mới đổi mã pin nè. đó, ở đây mình sẽ chọn loại thẻ, ở đây mình sẽ chọn loại thẻ ghi nợ là tín dụng nha, đều được nha. thì mình sẽ chọn thẻ ghi nợ. rồi ở đây nó sẽ hiện thì cái thẻ ra. nếu mà các bạn có nhiều thẻ thì các bạn có thể chọn cái thẻ nào các bạn muốn thay đổi nha mã pin ha. Rồi ở đây thì các bạn sẽ rằng tiến hành nhập mã pin mới vào thôi là xong ha. Sẽ nhập mã pin mới ở trên và ở dưới giống nhau nha, là gồm có sáu ký tự. Nếu như các bạn sử dụng thẻ quốc tế thì các bạn phải... mã pin nó chỉ có bốn ký tự thôi. à bốn ký tự số thôi. Còn này là mã pin thẻ ghi là nội địa do đó thì mã pin nó sẽ là sáu ký tự số thì mình sẽ nhập sáu ký tự số vào. Thì dưới mình cũng nhập sáu số giống như ở trên luôn ha. Rồi thì cái mã pin sáu số này thì sau này mình có thể sử dụng để mà rút tiền tại cây ATM ha thì các bạn phải ghi nhớ sáu cái số này ha. À, sau đó thì các bạn sẽ tiến hành là bạn chọn đây ha. À, tôi đã đọc về hiểu rõ rồi. tiếp tục. Đó, thì đây nó sẽ báo là xác nhận thông tin nè. À, cái thẻ này sẽ được thay đổi mã pin. À, đây là thẻ Connect ha. Connect 24. Rồi mình sẽ chọn xác thực vỡ trên mất ha. Để xác nhận ha. Rồi ở đây nó sẽ gửi mã OTP à, đến cái số điện thoại mà mình đã đăng ký dịch vụ WCB Dribank ha rồi mình sẽ tự mình sẽ nhập cái mã OTP này vào à, để mình tiến hành xác nhận ha rồi ok xác nhận thì nó sẽ thông báo là mình đã tạo mà đổi mã pin thành công ha để giờ mình một cái email là thông báo, báo là mình đã xác nhận mã pin ha đã cập đổi mã pin đã về trang chủ rồi ok thì đó là cách để các bạn có thể thay đổi mã pin của thẻ ATM ha vì công dễ dàng trên ứng dụng WCDB R Bank ha và đến đây mình xin kết thúc video tại đây cảm ơn các bạn là chú ý theo dõi ha nếu thấy video hay và hữu ích, hãy nhấn đăng ký kênh Thường Kênh Học để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Thường Kinh Học. Đó. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.